Ni Phật kính phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay Nam mô A Di Đà Phật hôm nay là vì cúp điện cho nên tôi phải nói trẻ đến 25 phút hay là 23 phút à vì uh, tác điện và vừa 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 điện vừa có thì tôi trở lại tôi nói cho nên uh, xin lỗi các phật tử và hôm nay cái chủ đề là có thật không một hành tinh tên là cực lạc điều này thì uh, thực sự uh, nếu mà theo kinh điển á, thì có một cõi cõi nước mà cái cõi nước này thì có thể là nó rất là đông đảo và đây là một sự kiến lập do nguyện lực của đức phật a di đà thực sự nó không phải là hành tinh hay là không bởi vì có lẽ là cái cái vụ này nó nó ngoài cái vũ trụ của chúng ta bởi vì từ đây đến đó theo trong kinh đức phật dạy là tới mười uh, muôn ức cõi à, mà mười muôn ức mười muôn ức cái cõi mà một cõi như vậy là cõi tam thiên á như là cõi tam thiên đại thiên thế giới này của chúng ta nó rất là rộng lớn À một cái cõi nhỏ thì nó gồm có một núi tu di và bốn châu thiên hạ. Chúng ta hãy tưởng tượng nó một cái núi tu di nó giống như là một cái quả bầu lớn ở ở ở, ở giữa nó nó eo lại và cái 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 núi tu di đó thì um, ở dưới chân nó xung quanh là nước nghĩa là nó có bãi vòng nước và bãi vòng núi và ở giữa là cái núi đó nói cái núi đó chứ thực sự nó lớn không biết bằng bao nhiêu cái cái hành tinh của chúng ta quả đất của chúng ta đây là một cõi đặc biệt ngoài không gian mà chúng ta không có biết được chỉ do đức phật thích ca và những vị có thần thông có trí tuệ lớn như các đại bồ tát quan thế âm đại thế chí Văn thù phổ hiền và đã thuyết trình trong tất cả những cái kinh đại thừa như kinh quan nghiêm, kinh pháp hoa, kinh bảo tích hay là trước hết là ba bộ kinh a di đà vô lượng thọ và quán vô lượng thọ thì đều là nói đúng một tên là cái cõi cực lạc thế giới cực lạc. Đó. Cho nên tôi hồi xưa tôi tu học rất là lâu hồi nhỏ Nhưng mà có một lúc đó, tôi không biết suy nghĩ như thế nào mà tôi tự nhiên tôi sanh ra một cái nghi Đó là lúc mà lúc đó chắc là khoảng dưới 20 tuổi và tôi tôi nghi tôi cứ hỏi một ông thầy tu lâu hơn tôi hỏi thầy ơi không biết có cái cõi cực lạc thật không thầy nó có chứ à, làm sao mà không có được tôi nói làm sao mà biết có à, thì thầy mới nói là cõi đó là do Đức Phật thích Ca nói mà ở trong kinh điển á, thì có Đức Phật thích Ca thật có Thái tử Tất Đạt Đa ừ và có cung điện của vua tịnh phạn và hoàng hậu ma gia ở ấn độ và có một vị hoàng tử tên là tất đạt đa sau tu thành phật rồi nói các kinh điển trong đó có kinh a di đà những kinh thuộc về tịnh độ có thật thì tôi 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 khởi được cái lòng tin lại đó là hồi tôi còn nhỏ lắm có lẽ là trước 20 mươi tuổi rồi sau này á Tôi đọc qua, qua trí độ luận của Bồ Tát Long Thọ Thì Bồ Tát Long Thọ thì vào thế kỷ thứ sáu Nghĩa là nó đồng thời với vua Quang Trung Nguyễn Huệ của mình Ở Việt Nam Bồ Tát là, Hả? Cái gì? Bồ Tát Long Thọ nghĩa là có một cái bài có một cái bài uh, kính lễ Đức Phật Di Đà và tôi tôi thuộc cái bài đó cái bài đó gọi là cuối lại A Di Đà đắng đại oai thần lực cùng quan âm thế chí hải chúng bồ tát tăng con mê bổn trí quan vọng đọa luân hồi khổ nhiều kiếp không tạm ngừng không được cứu được nương nay được thân làm người vẫn nhầm đời trượt loạn giàu lại giữ tăng luân mà chưa nhập pháp lưu một kích chánh pháp suy muốn chấm sức chưa đủ chỉ vì từ đời trước chẳng tu tháng thiện can nay tâm con quyết định cầu sanh cực lạc quốc rồi ngồi thuyền bổ nguyện với khế cải trầm luân nếu không nếu con không vãng sanh Thời khó toại bổ nguyện Vì vậy với ta bà quyết định phải thoát lìa Cũng như người bị trôi trước cầu mau đến bà. Sau rồi dùng phương thế ra vứt người giữa dòng Nay con chí thành tâm Thâm tâm hồi hướng tâm Đốt cánh tay ba liều chấp trì hầm danh hiệu Chỉ trừ giờ ăn ngủ đêm công đức tu này Cầu quyết sanh cực lạc nếu con thối bổ nguyện quên tưởng về tây phương thà liền đoại địa ngục để mau biết an năng. thề chẳng liếng nhân thiên cùng vô vi nước bàn ngưỡng nguyện phật oai thần lực vô ý bất cẩm tam bảo đức vô biên gia bộ um, gia hộ như chiếc um, phục kiến bắt thối nhiếp thọ cho tăng trưởng Nam Mô A Di Đà Phật Đây là có lẽ là cái bài kệ của một vị tổ Chứ cũng không phải Ngài Lâm Thọ Thứ tôi coi lại trong cái đường về cực lạc này không? Cho nên tôi tôi niệm Phật là niệm rất lâu Nhưng mà cái tâm tôi hồi xưa nó hay nghi Cho nên cái gì tôi cũng nghi ngay kinh Phật Tôi đọc chí trừ những cái lý nào mà tôi hiểu thì tôi không nghi còn những lịch sử sử tích rồi đó tôi đều bị nghi nhưng mà sau này lần lần nhờ cái vấn đề tâm thức của mình nó đều phục như thế nào đó và cũng đọc rộng có cái sử liệu căn bản cho nên tôi không có nghi vì thế cho nên cái vấn đề đối với cái pháp giáo lý của đức phật thì thì cái lòng tin đầu tiên Nghĩa là tín vi đạo nguyên công đức mẫu Tin là mẹ của tất cả công đức Tín vi siêu xuất chúng ma lộ Cái này là câu cuối cùng Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn Tín năng siêu xuất chúng ma lộ Tín năng thành tựu đạo bộ đề Nếu chúng ta thiếu đức tin Thì nó hỏng thôi Bởi vì làm thế nào mà chúng ta có thể tin Nghĩa là có những người mà có thể bay trong hư không có những thế giới mà không làm mà có ăn mà cái thế giới nó tươi đẹp đắp bằng vàng rồng. nghĩa là bằng vàng vàng bằng bạc bằng kim cương lưu ly pha lê xa cừ, xích châu mã não gọi là bãi báo. Đó. Cái thế giới nó nó kiến tạo bằng bãi báo. Và trong thế giới đó có được Đức Phật tên là A Di Đà. Cho nên do như vậy đó thì nhờ mình đọc rộng qua nhiều cái xét xử và nhất là các vị Bồ Tát sau này vào thế kỷ từ thứ sáu, thứ năm, thứ tư các vị lần lần các vị chứng đạo cho đến thời của ngài Ấn Quang Đại sư à, đồng với, với, với cái thế kỷ của chúng ta. Yeah. Đó là vị tổ thứ 14, còn vị tổ thứ nhất của liên tâm là ngày Huệ viễn rồi tới ngày uh, thiện đạo rồi ngày uh, triệt ngộ nghĩa là lúc đó tôi đọc nghĩa là tôi thuộc hết nhưng mà sau này bây giờ phải dở sách ra thì mới nhớ được à. cho nên có các vị tổ và cho đến cận đại ở đây và cho đến chính thầy của tôi, của tôi cũng là một trong giáo hội cũng là suy tôn thành một vị tổ gọi là tổ khánh anh ừ. tức là đức pháp chủ thượng nhân thượng khánh hạ à. thì ngài cũng niệm phật ngài cũng tu tịnh độ à. rồi hòa thượng mà sướng phát về à, cách niệm phật và dạy niệm phật nghĩa là coi như là cũng thuộc về cái bậc tổ sư hàng đầu của 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 Việt Nam là hòa thượng thích trí tịnh đó. cho nên ngài làm cái bộ nhiều bộ sách nhưng mà một trong những bộ sách là cái bộ cái bộ này nó dài năm sáu trăm trang gì đó tức là bộ đường về cực lạc đó. và tôi đọc cái bộ đường về cực lạc này cho nên tôi tôi rất là tin tưởng ừ. cái bộ này y như xong là 2015 à. nhà xuất bản tôn giáo ở quận hoàng kiếm hà nội à. hòa thượng thích ký tịnh yên nhắn và phát hành kinh sách 294 năm kỳ khởi nghĩa phường 8 quận ba thành phố hồ chí minh à. cho nên qua những cái tài liệu như thế này đây thì tôi biết chắc là có cõi cực lạc rồi tôi là coi hết những cái bộ như là kinh vô lượng thọ à. rồi quán vô lượng thọ và kinh a di đà tất cả cái này bằng văn à, chữ nho và chữ tàu đó và chữ việt và vô số những cái tài liệu như là trí độ luận hay là trong kinh hoa nghiêm tất cả kinh đều đều nói có một thế giới tên là cực lạc à. cho nên do vậy tôi biết chắc là có cõi cực lạc chứ thực sự tôi lúc đầu tôi rất khó tin cái cõi gì mà nó xa tới 10 vạn ức cõi cái thế giới mà một cõi như vậy là nó có tức là ba ngàn nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải là một cái quả đất nhỏ một hành tinh nhỏ đâu và nó có núi tư duy có ba cõi 33 33 có trời đậu lợi Điều từ đậu lợi thiên trở lên là vô số cõi như là đâu xuất đà thiên dạ ma thiên đâu xuất đà thiên tha quá thiên quá lạc thiên phạm chúng thiên rồi có cõi trời phạm thiên tức là cõi trời của thiền của 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 là của Phạm thể bà la môn đó bà, bà raman đó, Rồi trên có Phạm thiên còn có nhiều cõi không xứ thiên thức xứ thiên nghĩa là vô số phi phi tưởng phi phi tưởng xứ, đồ hạ xuống rất là nhiều cõi, à, cho nên chúng ta thấy cái 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 chỉ là những tầng trời và những cõi nhân gian và à, núi tu di rồi bãi vòng biển bãi vòng núi của của cái cái tiểu cái thế giới nó như thế đó thì thì đồng thời tôi thấy là trong cái vũ trụ này có vô số cõi mà có những cõi nó đầm như là ở trong cái cõi cũng cõi ta bà của mình nhưng mà mình còn không biết được cho nên thực tế thì trên cái mặt đất này nó cũng có vô số cái cái xứ sở cái đất nước mà mình chưa có đi đến hoặc là mình có đi đến thì mình cũng không thể đi hết từ 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 đầu tới cuối được ngay cả vùng biển mình cũng đi ấy người ta nói mình chỉ biết cỡ bốn năm phần trăm thôi đó về biển còn về núi cũng vậy nữa bao nhiêu núi bao nhiêu chúng ta đâu có biết hết được cho nên thật sự cái thấy biết của của trong cái hiện tại của mình đây nó không là bao cả nhưng mà cái thế giới cực lạc là một cái thế giới nó rất rộng lớn